Mọi người nhìn thấy cái đèn này không? Đây không phải cái đèn mà là cái tai nghe anh em, tai nghe mọi người nhé. Tai nghe này khá là đẹp luôn. Đấy, nó lâu lâu nó sáng, nó nháy một lần, nó đổi màu liên tục hay sao nhỉ? Mình thấy nó rất là giãn, bất cứ cái nào nó cũng đều thấy, mình đều thấy cái này này. Đây. Đấy, như có cái sừng trâu ấy nhỉ. Nhưng mà hay phết đấy. Đấy. Đấy, nó đang nháy này. Mọi người đèn sáng quá không nhìn thấy không? Một bên thì nó không có các bạn ạ. Một bên thì vẫn có nhưng mà nhìn nó rất là khó nha. Đây. Mình sẽ cầm quay vào cho mọi người xem này. Thấy không? Đấy, đẹp chưa? Này nhỉ, dường như là cái tai nghe streamer nào nó cũng kiểu dẻo dẻo mềm mềm, như mềm mềm mại như này đấy. Úi xài, quá tuyệt vời luôn nhỉ. Mình đang cầm cái điện thoại nên là không cầm được hai tay nha. Đẹp lắm nha. Đấy. Mọi người biết cái này ở đâu không? Cái này được bán ở đâu không?